tôi là Nguyễn Văn Chiện, tổ tổ trưởng 78 ở nhà đồng gần đồng chí Tài. Tôi sống ở đây là cũng năm 59 năm rồi. Nói chung là đồng chí Tài là rất tốt, đi gặp mấy người lớn là thua trình rõ đàng hoàng. Mấy nay thấy mùa Covid, thấy đồng chí Tài cứ đi xong một ngày có 7-8 lần, cứ đi xong về đi vào đi hoài vậy. Nói gạo đi trực chống dịch đồ, nói đồng chí Tài rất tốt. Tôi còn nói chuyện lại đồng chí Tài thì đồng chí Tài nói vào đây một chút xíu nữa về ăn cơm với là ba, thì lúc đó đồng chí Tài đi là đi luôn rồi, lúc đó là ngồi tại mắt luôn. Ba má của đồng chí Tài á, thì đồng chí Tài là lo cho ba má rất rất nhiều. Ba thì là bảo vệ, còn mẹ thì ở nhà giữ em bé đó. Cuộc sống của đồng gia đình đồng chí Tài nói chung là cũng hơi là không có được khá mấy đó. Đồng chí Tài là nuôi cho ba, nuôi má và ba đi làm bảo vệ một tháng có